ein Pflaster. Und das hier soll für Verband stehen. Ja, cái miếng dán này như thế là cái băng để bó để rít ấy. Also wir haben ein Esel Verband. Mình có một con lừa, mình có cái miếng dán. Wir haben zwei Geldstücke. Mình có hai đồng tiền. Wir haben Wein. Mình có cái ly để mình đựng rượu nho. Und wir haben Öl. Và mình có dầu. Jetzt dürfen alle mitraten. Bây giờ mình sẽ đoán cái câu chuyện này là câu chuyện gì? Elise? Es David ist nicht Goliath, Goliath. Nemi? Es ist nicht Jesu Kreuzigung. Chúa Giêsu bị chịu đóng đinh cũng không phải. Elise nochmal. Es ist nicht der verlorene Sohn. Es ist aber gut. Von den... Ja? Weißt du nicht mehr? Haben die anderen eine Idee? Vielleicht einen von den Erwachsenen? Đoán được không ạ? Người lớn ạ? Huyền. Người Samari. Der gute Samariter, richtig. Yeah. Das machen wir heute. Genau. Und wir fangen damit an, dass Anne euch ein bisschen darüber erzählt. Ja, và Anne sẽ kể cái câu chuyện này. Also wir haben gehört, das ist der gute Samariter. Chúng ta vừa nghe đến câu chuyện của một người Samari nhân lành. Und ich will euch kurz noch die Geschichte erzählen, damit ihr es wieder aufgefrischt habt. Và Andrea sẽ kể cái câu chuyện này để cho chúng ta nhớ lại câu chuyện này. Also die Geschichte beginnt damit, dass ein Gesetzeslehrer zu Jesus geht. Câu chuyện được bắt đầu bằng một thầy dạy luật đến với Chúa Giêsu để hỏi Ngài. Und er fragt Jesus eine Frage, aber nicht weil er eine Frage stellen will, weil er will eine Falle stellen. Và người dạy luật này đến hỏi Chúa Giêsu không phải là để muốn biết, nhưng mà muốn thử Chúa Giêsu. Und die Frage, die er gefragt hat, ist, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Và người này hỏi là Chúa ơi, thầy ơi, con phải làm gì để hưởng được sự sống đời đời? Und Jesus hat geantwortet, was steht denn im Gesetz? Và Chúa Giêsu nói với người này là ở trong luật pháp của Chúa có chép điều gì? Und dann hat der Gesetzlehrer gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Thì thầy dạy luật có trả lời rằng, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Ja, und auch deinen Nachbarn sollst du lieben wie dich selbst. Và hãy yêu những người lân cận như chính bản thân của mình. Und dann hat der Gesetzlehrer gefragt, wer gehört denn eigentlich zu meinen Nachbarn? Thì cái người dạy luật hỏi rằng là ai là người lân cận của tôi? Und darauf hat Jesus mit einer Geschichte. Và Chúa Giêsu đã lấy một thí dụ để nói cho người ấy. Also am Anfang ging ein Mann von Jerusalem nach Jericho. Có một người từ thành Jerusalem đến thành Jericho. Und diese Strecke ist dafür bekannt, dass da viele Verbrechen und Raubüberfälle stattfinden. Và ở trong cái quãng đường từ Jerusalem đến thành Jericho ấy thì là thường ở đấy sẽ bị hay bị cướp giật. Und unterwegs wurde dann der Mann auch überfallen. Và đúng như vậy, khi mà cái người đấy đi từ thành Jerusalem đến thành Jericho ấy thì người đấy cũng đã bị cướp giật. Und die Männer haben ihn geschlagen, ausgeraubt und ihn einfach da halb tot liegen gelassen. Và người ta không những là cướp giật không, nhưng mà người ta đánh cái người đàn ông này và để cho người này cũng gần như là chết nằm một chỗ. Und dann sind sie einfach weggegangen. Và người đấy và những người đấy họ bỏ họ đi. Und dann die erste Person, die kam, war ein Priester. Có một người một thầy tế lễ cũng đi qua cái con đường đấy. Und was denkt man von einem Priester, würde er helfen oder nicht nehmen ja? Würde ein Priester helfen oder nicht? Và các bạn biết rằng các bạn nhỏ có thể đoán là cái người thầy tế lễ này có đến giúp cái người đang bị nạn này không? Also normalerweise ja, oder? Ja. Bình aber thường là có đúng không? Hat er das getan? Và người này có làm không? Ja, er hat es nicht getan. Người đấy không có làm. Er hat ihn gesehen und dann auf die andere Straße und dann ist er weitergegangen. Người này nhìn thấy như thế và đã lánh đi sang một cái con đường khác. Und dann kam ein Levit. Và sau đấy có một người Levi cũng đi qua chỗ đấy.
Und die Leviten sind ja bekannt, dass die Menschen waren, die im Tempel gedient haben. Also die hatten schon eine höhere Position. Và người Levi là những cái người mà phục vụ Chúa ở trong đền thờ. Und was denkt man dann? Hilft er oder nicht? Và nếu như mà chúng ta nghĩ là những người phục vụ Chúa ở trong nhà thờ, trong đền thờ thì họ có giúp cái người này không? Elise? Also er hat nicht geholfen, aber eigentlich denkt man, er soll helfen eigentlich, oder? Người này cũng không có cái giúp người bị nạn đang nằm ở dưới đất, mặc dù là đáng ra là người này cũng phải giúp. Und er hat ihn auch gesehen und dann einen großen Bogen um ihn gemacht und wieder weggegangen. Người này nhìn thấy và lại lánh đi và bỏ người bị nạn nằm một chỗ. Und dann kam eine die dritte Person. Và có một người thứ ba lại đến. Es handelt sich nicht um einen Jude oder so, sondern um einen Samariter. Và cái người này không phải là người Do Thái nhưng mà là một người Samari. Und Samariter und Juden, die verstehen sich nicht. Người Samari và người Do Thái cái thời đấy họ không có ưa nhau. Und deswegen denkt man, was denkt man, würde er helfen oder nicht? Và nếu như mà mình nghĩ rằng là nếu mà người Samari không có thích cái người Do Thái thì họ có giúp không? Nếu mà mình không thích thì mình có giúp không? Wenn du eine Person magst, nicht magst, willst du ihr helfen oder nicht? Nếu như mà mình không thích một người nào đấy, mình có đến giúp người đấy không? Joshua? Nein, richtig, Joshua. Du würdest ihr nicht helfen wollen. Aber was hat der Samariter getan? Nhưng mà người Samari này đã làm điều gì? Elise? Richtig, er hat ihm geholfen. Người Samari này đã đến và giúp đỡ cái người đang bị nạn này. Er hat den Verletzten gesehen und hatte Mitleid mit ihm. Và người Samari nhìn thấy cái người đang nằm ở dưới đất và chạy đến để giúp người đấy. Und dann kam er zu dem Verletzten und hat ihn behandelt mit seinen Wunden, mit Öl und Wein. Và cái người Samari này đến với người bị nạn và đã dùng dầu và dùng rượu nho. Also er hat ihn erstmal versorgt und danach hat er ihn auf seinen Esel gebracht und in einen Gasthof gefahren. Và rịt vết thương cho người này và sau đấy đặt người này lên con lừa của mình và đi đến một cái quán trọ. Und ein Gasthof ist ja so wie ein Krankenhaus, ne? Und dann sind die da hingegangen und wie bitte? Und dann hat er der Person gesagt, dann hat die serviert, der da gearbeitet hat im Gasthof, zwei Silberstücke bekommen von dem Samariter. Và người này đã đưa cái người bị nạn đến một cái quán và đưa cho cái người chủ quán 2 đồng đơ-ni-ê. Und hat dann gesagt, den Mann gesund zu pflegen. Và nói với người chủ quán này là hãy chăm sóc cái người bị nạn này. Und wenn das nicht gereicht hat, gibt ihr noch mehr am Ende. Và nếu như mà số tiền đấy không đủ thì tôi sẽ đưa thêm. Und dann hat Jesus gefragt, den Gesetzlehrer hat er dann gefragt, welcher von den drei hat als Nachbar gehandelt? Also wer hat geholfen? Thì Chúa Giêsu hỏi với cái người thầy dạy luật này là ai là người lân cận, ai là cái người đã giúp đỡ người đang bị nạn? Und wer hat geholfen von den drei Menschen? Ai là cái người ở trong ba người đấy đã giúp người bị nạn nằm ở dưới đất? Lisi? Richtig. Người Samari. Und dann hat das hat der Gesetzlehrer auch geantwortet, dass der natürlich der dritte Mann geholfen hat. Người thầy dạy luật đã nói rằng là người Samari là người đã giúp đỡ người bị nạn. Und dann hat Jesus ihn aufgefordert, dass er das gleiche tun soll. Also er hat gesagt, dann geh und folge seinem Beispiel. Và Chúa Giêsu cũng nói là hãy làm theo cái ví dụ này. Ja, das war die Geschichte noch kurz zusammengefasst, damit ihr. Và đó là cái câu chuyện của người Samari nhân lành. Genau, also ihr habt jetzt gerade die Geschichte nochmal gehört von Anea. Chúng ta vừa nghe câu chuyện này từ Anea. Könnt ihr euch noch erinnern, welche drei Personen waren jetzt sind nochmal vorbeigegangen von an dem Verletzten? Bây giờ Samuel hỏi lại các bạn nhỏ chú ý là ba người đã đi qua là ba người nào? Welche drei Leute waren das? Ba người đã đi qua cái người bị nạn ấy là ba người nào?
Wer ist zuerst vorbeigegangen? Ai là người đi đến đầu tiên? Nimi? Der Priester, ne? Nummer eins. Wer kam danach? Người thứ hai là ai? Ist schwierig auszusprechen? Nimi? Genau, der im Tempel gedient hat, ne? Das war ja, der Levit. Levi. Und als drittes? Elise? Genau, der gute Samariter. Und wir haben ja gehört, der Samariter ist angehalten und hat dem Mann geholfen. Aber was ist mit den anderen zwei? Warum sind die nicht angehalten? Habt ihr eine Idee, warum? Chúng ta biết rằng là có một người Samari đã dừng lại để giúp đỡ cái người bị nạn. Nhưng mà tại sao hai người kia họ không có làm? Elise? Also Elise hat gesagt, weil die nicht an Gott glauben, aber die haben an Gott geglaubt. Elise bảo là tại vì hai cái người kia là họ không có tin Chúa, nhưng mà họ là những người tin Chúa đấy con. Was für einen anderen Grund könnte es geben? Mimi? Vielleicht hatten die keinen Bock? Bởi vì họ không có thích giúp thôi. Ja, das kann gut sein. Und ich habe mir die Frage auch nochmal gestellt, wir haben uns das nochmal angeschaut und das sind dann wahrscheinlich auch eher dann Ausreden, weil eigentlich die einzige, also was Elisea gesagt hat, die haben nicht an Gott geglaubt, die haben ja an Gott geglaubt. Họ cũng có thể đấy là những cái lý do mà người ta không có muốn giúp, bởi vì như Elisea nói là hai người này họ không có tin Chúa, nhưng mà họ là những người tin Chúa. Und ihr wisst ja, wenn wir an Gott glauben, dann sollen wir ja auch so handeln wie er, ne? Das heißt, wir hätten dann helfen sollen. Nhưng mà nếu là những người tin Chúa thì họ phải là những người giúp đỡ. Aber die hatten dann, die zwei Leute hatten dann wahrscheinlich andere Ausreden, warum sie das dann nicht tun wollten. Nhưng mà hai cái người kia họ tìm những cái cớ khác để họ không có giúp, tại sao họ tìm những điều đấy? Wir haben ja vorher gehört, die Straße oder der Weg von also der Weg nach Jericho, das war ein sehr gefährlicher Weg, ne? Bởi vì họ biết rằng là từ Jerusalem mà đến thành Jericho, cái đoạn đường đấy nó rất là nguy hiểm. Also es kann sein, dass sie sich dann gedacht haben, oh, das ist ein sehr gefährlicher Weg und lieber gehe ich dann weiter, sonst ist es zu gefährlich, sonst werde ich nochmal angegriffen. Oder wir haben ja auch gehört, dass die beiden eigentlich so Diener Gottes waren im Tempel. Vielleicht haben sie sich gedacht, oh, ich muss jetzt sofort weitergehen, sonst komme ich zu spät zu meinem Dienst. Vielleicht haben sie auch den Mann gesehen, so auf dem Boden liegend und ja, mit Wunden, hat mir gedacht, das ist eh schon zu spät. Hay là họ thấy cái người đấy đã nằm xuống dưới đất rồi và họ nghĩ rằng là ôi, cũng quá muộn rồi, có thể là mình không có giúp được người đấy nữa. Und vielleicht haben sie auch nicht, sind sie vielleicht auch nicht angehalten, weil er nicht unbedingt danach gerufen hat. Hay là cái người đang nằm dưới đất không có kêu họ, cho nên họ cũng không có dừng lại. Ich kenne das nämlich auch bei mir auf der Arbeit, wenn einem Kind irgendwie runterfällt oder irgendwie Hilfe braucht, dann sage ich zu dem Kind, warum hast du dem nicht geholfen? Und es sagt dann, es hat nicht gefragt, ne? Ví dụ như thì ở nơi làm việc của anh Samuel ấy, thì là cũng ví dụ như có một bạn nào mà cần sự giúp đỡ, nhưng mà cái bạn ngồi một bên cái không giúp, thì mình đến hỏi tại sao con không giúp bạn, thì bạn đấy bảo rằng, tại vì bạn đấy đâu có hỏi con đâu. Und das sind dann so einige Ausreden, die sie vielleicht haben konnten. Và đó là những cái cớ để người ta từ chối giúp đỡ người khác. Habt ihr vielleicht in eurem Leben so Ausreden gehabt, wo ihr dann Leuten zum Beispiel nicht geholfen habt? Có khi nào ở trong đời sống của mình cũng tìm những cái cớ để mình từ chối giúp đỡ người khác không? Also die Frage ist an alle gerichtet. Và cái câu hỏi này cũng dành cho tất cả những người lớn nữa. Vielleicht erstmal einfach nur nicken, ja oder nein. Habt ihr so eine Situation gehabt? Ja, có hoàn cảnh nào mà mình không có muốn giúp đỡ người khác và mình đã tìm cớ để mình tránh giúp đỡ người khác không ạ? Và nếu có, mình cũng không cần phải giơ tay, mình có thể gật đầu hoặc lắc đầu. Also ich weiß das aus meinem Leben jedenfalls, dass man vielleicht mal Angst hat, jemandem zu helfen, wenn ein Kind geärgert wird, weil man Angst hat, selber geärgert zu werden. Cháu thì cháu thấy ở trong cái hoàn cảnh của cháu cũng có cái kinh nghiệm đấy là có một người nào đấy họ bị những cái người khác trêu chọc ấy, nhưng mà cháu cũng không có vào giúp đỡ bởi vì cháu không có muốn những người đấy họ quay trở lại họ trêu chọc cháu. Oder es gab auch eine andere Situation, wo ich damals als Kind auf dem Weg nach Hause war auf dem Fahrrad. Và cũng có một lần cháu cũng đi đi xe đạp về nhà.
Und da war ein Mädchen vor mir und bei ihr ist die Kette abgesprungen vom Fahrrad. Wisst ihr, ne? Và khi mà cháu nhìn thấy có một bạn nữ, bạn cũng đi xe đạp đằng trước cháu ấy, và cái xích của xe đạp nó bị trật ra. Und ich war dahinter und ich habe sie so angeschaut und sie hat ganz hilflos um sich geschaut. Wer kann mir jetzt helfen? So. Sie wusste selber nicht, wie es funktioniert. Và khi mà cháu đi đến gần đấy thì thấy cái bạn đấy, bạn đứng và bạn nhìn xung quanh và bạn ấy tìm xem là có ai giúp được không. Und ich habe das nicht, also ich habe es gesehen, aber ich wusste nicht, wie man das macht und deswegen bin ich einfach weitergefahren. Và cháu cũng có thấy như thế, nhưng cháu cũng không biết phải làm như thế nào, thì cháu lại tiếp tục cứ đi tiếp. Aber hinter mir war ein Junge, der ist dann sofort angehalten, ist da hingegangen und hat dann geguckt so, wie kann ich dir helfen, bla bla bla, und hat dann versucht, das zu machen, obwohl er auch nicht wusste, wie es geht. Và đi đằng sau cháu thì cũng có một người, một bạn trai khác, họ cũng đi đến, bạn ấy đã dừng lại và đã chỉnh lại cái dây xích cho bạn gái kia. Obwohl er nicht wusste, wie es geht, ist er trotzdem angehalten und ich habe das als Ausrede genommen, dass ich dann weitergefahren bin. Cái bạn trai đấy có thể là bạn ấy cũng không có biết là phải làm như thế nào, nhưng bạn ấy đã dừng lại để giúp đỡ bạn kia, còn cháu ấy thì cháu lại đi tiếp, cháu không có dừng lại. Und das ist dann habe ich dann über nachher gedacht und irgendwann hat es dann kam es zu einer weiteren Situation, wo ich dann das nochmal machen konnte. Và cháu về thì cháu cũng suy nghĩ rất là nhiều và sau đấy thì lại cũng có một hoàn cảnh tương tự như thế nó cũng xảy ra. Das ist wieder passiert, aber diesmal dann da war ich schon älter und da war dann ein Kind. Und da habe ich dann dem Kind geholfen, die Kette dann wieder raufzumachen. Và khi đấy thì cháu cũng trưởng thành hơn và có một một bạn nhỏ cũng đi xe đạp và cũng trật cái xích xe đạp như thế, thì cháu đã dừng lại và đã chỉnh lại cho bạn đấy. Da habe ich das dann gelernt, einfach durch Ausprobieren, ne? Einfach anhalten, gucken, der braucht Hilfe und dann herausfinden und dann konnte man das lernen. Ja, và mình cũng có thể dừng lại, mình có thể nhìn và mình có thể thử để giúp người ta. Und jetzt arbeite ich ja im Hort. Da passiert das ganz oft, dass Kinder vorbeifahren mit ihrem Fahrrad und manchmal springt dann einfach die Kette. Và bây giờ Samuel dạy trong các con trẻ thì cũng có rất là nhiều bạn đi xe đạp đến và những cái xích của bạn đấy cũng bị trượt xuống. Und ich weiß, die meisten Kinder hier sind ja schon beim Hort mal gewesen, ne? Ihr wisst ja, wo der ist, ne? Có nhiều bạn biết là Samuel làm ở nơi nào phải không? Und als ich das dann gemacht habe, da waren dann ganz viele Hortkinder um mich herum und die haben da zugeschaut. Và có những bạn mà bị trượt cái xích như thế thì Samuel lại đến sửa cho những cái bạn đấy và những cái bạn khác thì họ lại đứng xung quanh để họ nhìn. Und ein paar Wochen später ist es dann wieder passiert und diesmal haben die mich dann wieder gerufen von oben, ich bin runtergegangen und unten haben die Kinder, die damals zugeschaut haben, dem Kind schon geholfen. Và lại sau đấy có một lần lại cũng bị như thế nữa thì có người chạy lên trên để kêu Samuel xuống. Nhưng mà khi Samuel xuống được đến nơi ấy, thì những cái bạn mà trước đây đứng xung quanh để nhìn xem ấy, thì bạn đấy đã đến và đã giúp được cái người kia đã xong rồi. Also wenn ihr euch traut und wenn ihr jemanden helft, dann ist das an sich schon gut, aber ihr könntet gleichzeitig sogar andere noch ermutigen, dass sie dann selber auch weit anderen Leuten helfen. Khi mình nhìn, khi mình làm và khi mình hướng dẫn người khác, cái điều đấy nó rất là tốt bởi vì mình vừa giúp đỡ người khác nhưng mình có thể hướng dẫn những người khác để họ có thể học được và có thể làm được. Weil manchmal traut man sich nicht und bei mir war das ja auch, ich habe mich nicht getraut, aber ich habe gesehen, wie der andere auch keine Ahnung hatte, aber trotzdem angehalten ist und geholfen hat und das hat mir den Mut gegeben, das nächste Mal dann auch was zu tun. Lúc đầu thì Samuel trong cái hoàn cảnh đầu tiên thì Samuel không có dám làm, cũng không biết phải làm như thế nào. Nhưng mà khi Samuel nhìn thấy cái bạn kia đã dừng lại để giúp đỡ cái bạn gái kia thì Samuel đã học theo và cũng làm. Und jetzt kann jeder mal für sich überlegen, wann war das letzte Mal, wo ich jemanden geholfen habe. Và bây giờ mình có thể suy nghĩ là lần cuối cùng mà mình giúp đỡ người lân cận mình là khi nào? Ihr könnt ja auch immer überlegen, könnt ihr euch daran erinnern, wann ihr das letzte Mal jemanden geholfen habt? Các bạn nhỏ cũng có thể suy nghĩ là cái lần mà vừa đây gần nhất ấy, mà mình giúp đỡ người lân cận mình là lần nào không? Es gibt ja verschiedene Weisen, wie man helfen kann. Zum Beispiel materiell kann man helfen. Mình có thể giúp đỡ những người khác bằng những cách khác nhau. Mình có thể cho người ta đồ. Oder auch zum Beispiel, wenn man etwas besser kann, zum Beispiel Mathe. Hay là mình có thể giúp đỡ bạn nào đấy học môn toán chẳng hạn. Und dann kann man ja auch helfen. Mình có thể giúp đỡ những bạn đấy để học. Oder auch einfach für verschiedene Personen beten. Hay là mình cũng có thể cầu nguyện cho những người khác. Also ich sehe immer, wenn ich in Oni bin, dann sehe ich immer, wenn die Kinder kein Essen haben. Và khi mà anh ở trong Oni thì có nhiều bạn cũng không có đưa đồ ăn đi.
Und dann hat immer Hannah so eine Brotbox und da ist so ganz viel Sandwich drin. Và Hannah thì lại đưa một cái hộp bánh mì rất là to, trong đấy có rất là nhiều bánh mì. Alle Kinder gucken immer drauf, aber sagen nichts. Và những bạn khác thì cứ nhìn vào cái hộp bánh mì của Anna và không nói gì hết. Und dann kommt zum Beispiel Chana und dann fragt, darf ich bitte essen? Và lại có những bạn thì chạy đến hỏi, em có được ăn không? Und dann essen sie alle zusammen. Das ist richtig süß. Sau đấy thì cái hộp bánh mì của Hanna sẽ trở thành một cái hộp bánh mì chung của cả Âu Nhi. Ja, also das ist zum Beispiel teilen. Mình cũng có thể chia sẻ với nhau. Elise, du willst was sagen? Einfach so gemeldet. Ja, okay. Ja, also wir wissen ja, viele Menschen helfen anderen Menschen aus verschiedenen Gründen auch, ne? Mỗi một người mình có thể giúp những người xung quanh mình bằng những cách khác nhau. Auch aus verschiedenen Gründen, warum man hilft. Và những cái trường hợp khác nhau. Und der Grund, aus dem wir helfen, ist in der Welt eigentlich ja ein bisschen unverständlich, ne? Có những cái mà mình giúp đỡ người khác, nhưng mà với thế gian này họ sẽ không có hiểu được. Also wir helfen, weil wir ja alle Menschen lieben sollen auch, ne, aus der Liebe. Bởi khi mình giúp đỡ những người khác, bởi vì mình yêu những người đấy. Und eigentlich bekommt man ja nichts dafür zurück, so gesagt. Thì thực ra là đáng khi mà mình giúp những người khác thì mình cũng có thể nhận được một cái gì đấy. Also nicht. Es kann sein, dass man nichts dafür bekommt, aber machen es trotzdem. Mình giúp đỡ những người khác và mình sẽ không nhận được lại những cái điều gì của cái những cái người đấy. Und wir wissen ja auch in der Bibel, da gibt es auch mehrere Charaktere, ne, die haben etwas getan, was man nicht unbedingt versteht, was in der Welt nicht so verständlich ist, aber in Gott ist das dann, dass man gehorsam war und dass es gut ist. Ở trong Kinh Thánh có những công việc mà các đầy tớ Chúa làm mà mình cũng không có thể hiểu được, nhưng mà đấy là lời của Chúa và họ vâng phục và làm theo. Zum Beispiel die Freunde von Daniel. Wer kennt die Geschichte von den Freunden von Daniel? Ví dụ như thế, câu chuyện của những người bạn của Daniel. Einmal Handzeichen. Auch die Erwachsenen. Kennt ihr die Geschichte? Những người lớn cũng có thể giơ tay ra để biết về ai biết về câu chuyện của Daniel và những người bạn. Was haben die gemacht? Sag ihr. Lauter. Genau, die waren im Ofen, ne? Họ ở trong một cái lò lửa. Also, die Leute sollten sich alle verbeugen vor diesem Götzen, aber die drei Freunde von Daniel haben das nicht getan, weil sie wussten, das Richtige zu tun war, sich nicht zu verbeugen, sondern nur vor Gott. Ja, lúc đấy thì ông vua bắt là họ phải thờ lại thần của họ, nhưng thần của ông ấy, nhưng mà những người bạn của Daniel thì họ không làm điều đấy và sau đấy họ đã bị ném vào lò lửa. Ja, denn wer sich nicht verbeugt vor diesem Götzen, der wurde in den Ofen geworfen. Ja, bởi vì họ không có thờ lại thần của vua, nhưng mà thì đấy họ đã bị vứt vào lò lửa để bị thiêu. Aber sie haben sich trotzdem dagegen entschieden, weil sie wussten, was das Richtige war. Nhưng mà những người bạn này họ không có sợ, họ vẫn tiếp tục thờ lại Đức Chúa Trời. Oder auch so wie wir letztens auch gehört haben, Josef, ne? Josef hat seinen Brüdern vergeben. Hay là như thế Joseph cũng tha thứ cho các anh em của mình. Es ist auch etwas, was eigentlich nicht unbedingt verständlich ist in dieser Welt, wenn einem so viel Schlimmes passiert ist, dass man diesen Menschen dann vergibt. Cái điều đấy nó cũng không phải là dĩ nhiên và hiển nhiên có thể xảy ra được, bởi vì nếu mà tha thứ cho một người, cho những người mà họ làm cho mình rất là nhiều điều bị tổn thương rất là nhiều, thì cái điều sự tha thứ nó cũng rất là khó. Und das beste Beispiel ist ja immer noch Jesus, oder? Và một cái bằng chứng lớn nhất cho chúng ta đấy là Chúa Giêsu, phải không? Weil Jesus musste nicht für uns sterben, aber er hat alles auf sich genommen. Er war unschuldig und er hat alles auf sich genommen aus Liebe und ist für uns gestorben. Chúa Giêsu, đáng là Chúa Giêsu không cần phải chết, nhưng mà bởi vì Chúa Giêsu quá yêu thế gian, đã xuống thế gian và đã gánh thay tội lỗi của nhân loại. Und Jesus sagt zu uns, dass wir unseren Nachbarn auch so lieben sollen. Và Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta là hãy yêu kẻ lân cận như mình. Und in der Geschichte, die Anja gerade eben erzählt hat, war der Samariter, also für den Samariter war der jüdische Verletzte sein Nachbar. Và ở trong câu chuyện mà lúc nãy Anja vừa kể á, thì người Samari coi người Do Thái là cái người mà đang còn bị nằm ở dưới đất là người lân cận. Und das gehört ja zu dem Gesetz, den Nachbar zu lieben, ne? Also wenn ihr das Leben, also das ewige Leben haben wollt,
dann gehört es dazu, auf Jesus zu hören, ihm nachzumachen, dass wir unsere Mitmenschen so lieben, wie auch der Samariter es getan hat und wie Jesus das getan hat. Và đó là điều răn của Chúa. Nếu như chúng ta yêu Chúa, chúng ta muốn làm theo lời của Chúa, thì chúng ta hãy yêu kẻ lân cận như mình, như thể người Samari đã làm. Und jetzt habe ich eine Frage. Wer möchte das ewige Leben erhalten? Và Ania có câu hỏi là ai muốn được sự sống đời đời? Hände heben. Xin mời chúng ta cùng nhau giơ tay lên. Wer möchte das ewige Leben? Ai muốn hưởng được sự sống đời đời? Es melden sich zu wenige. Tại sao có ít người muốn hưởng sự sống đời đời? Ai muốn hưởng thì giơ tay lên ạ. Okay. Und das hat ja der Gesetzlehrer auch gefragt. Và đó là cái thầy dạy luật cũng hỏi như thế. Und wenn wir die Geschichte genauer betrachten an dieser Stelle, sehen wir, dass der Gesetzlehrer drei Fehler gemacht hat. Và khi mà chúng ta để ý đến câu chuyện này thì chúng ta biết rằng là thầy dạy luật đã nói sai hai điều. Ba điều. Der erste Fehler, den er gemacht hat, war, dass er überzeugt war, dass er das erste Gebot erfüllt hat. Also, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Thầy dạy luật này tưởng rằng là mình đã ra hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí để yêu mến Chúa và kính sợ Đức Chúa Trời. Und wenn man die Worte ganz genau betrachtet, sehen wir, das geht eigentlich nicht als Mensch. Và khi mà mình suy ngẫm lại thì mình biết rằng cái điều này cũng rất là khó để thực hiện được. Beispielsweise, wenn wir beten, ví dụ như vậy chúng ta cầu nguyện, merkt man auch, also für mich persönlich merke ich auch, dass ich manchmal mit meinen Gedanken auch einmal ganz weg bin und nicht ganz im Gebet. Khi mà mình cầu nguyện, nhiều lúc mình cũng sẽ bị những cái hoàn cảnh khác nó chi phối cái tư tưởng của mình trong khi mình cầu nguyện. Und deswegen ist es eigentlich nicht möglich und es muss auch nicht, wir müssen auch nicht perfekt sein, weil es geht ja gar nicht. Mình không có phải là phải trọn lành, cái điều đấy nó cũng rất là khó. Aber wir sollten das anstreben natürlich, ne? Nhưng mà mình phải cố gắng. Ja, und der zweite Fehler, das war der erste Fehler. Der zweite Fehler ist, dass er geglaubt hat, er könnte das eine Gebot befolgen und dafür das andere auslassen. Also er könnte Gott von ganzem Herzen lieben und sowas, aber er müsste seinen Mitmenschen nicht lieben. Và sai lầm thứ hai của người của thầy dạy luật này ông ấy nghĩ rằng là ông ấy chỉ cần giữ cái điều răn đầu tiên mà không cần giữ phải giữ cái điều răn thứ hai. Also er dachte, er müsste nur Gott lieben, aber er müsste nicht seinen Nachbar lieben. Er dachte, es sind zwei getrennte Sachen. Ông ấy nghĩ rằng là ông ấy chỉ cần yêu Chúa chứ không cần phải yêu người. Aber das sind zwei Sachen, die gehören zusammen. Nhưng mà hai cái điều này nó là một, bởi vì Chúa muốn là yêu Chúa và yêu người. Und in der Bibel steht das ja auch so, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst aber seinen Bruder, dann ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Ở trong lời của Chúa cũng nói rằng là nếu như mà một người nào đấy mà nói là yêu Chúa nhưng mà không yêu anh em mình thì người đấy là người nói dối. Bởi vì khi mà mình không yêu được anh em mình là những người mình nhìn thấy, mà nói là yêu Chúa là đấng mình không nhìn thấy, thì cái điều đấy là một cái sự nói dối trong mặt Chúa. Genau, und so spricht die Bibel ja, sagt uns ja ganz klar, wer Gott liebt, muss auch seine Geschwister lieben. Cho nên lời của Chúa cũng nói là phải, nếu mà mình yêu Chúa thì mình cũng phải yêu anh em mình. Und sein dritter Fehler bestand darin, wie er den Begriff definiert hat, so Nachbar. Và cái lỗi lầm thứ ba đấy là người lân cận. Er hat selber bestimmt, also er hat selber gesagt, was Nachbar für ihn heißt. Und das hat er dann halt falsch gemacht. Wie es nicht, Gott hat es anders gemeint. Bởi vì cái người này, ông ấy hiểu về cái người lân cận nó rất là khác với cái điều mà Chúa muốn ông ấy làm. Denn in seinen Nachbarn waren seine Freunde und halt die Menschen, die er geliebt hat, das war, hat er als Nachbar definiert. Ông này nghĩ rằng là người lân cận ông ấy lại là những người mà ông ấy yêu, những người thân của ông ấy, những người ông ấy thích, mới là những người lân cận. Und in der Geschichte von Jesus, die er erzählt hat, hat der Samariter den Verletzten geholfen. Ở trong câu chuyện mà Chúa Giêsu đưa ra cho ông ấy nghe, thì người Samari là người giúp đỡ người Do Thái. Er hat nicht darauf gewartet, dass jemand sagt, er soll helfen, und er wusste auch, dass
Juden und Samariter, die mögen sich ja gar nicht. Er musste auch eigentlich nicht helfen. Người Samari này không cần chờ phải ai nói là phải đến giúp đỡ cái người Do Thái này hay là phải làm cái này phải làm cái kia, nhưng mà ông ấy nhìn thấy và ông ấy làm. Und damit wollte Jesus sagen, dass als Nachbar gemeint ist jeder, der in dein Umfeld ist und Hilfe braucht. Và đó là chính là điều mà Chúa muốn chúng ta, tất cả những người xung quanh chúng ta, những người cần sự giúp đỡ của chúng ta là những người lân cận của chúng ta. Ja, also mein Nachbar ist derjenige, der direkt vor mir ist und Hilfe braucht. Và người lân cận của mình đấy là người ở trước mặt mình và người đấy cần sự giúp đỡ của chúng ta. Ja, und wie bei allem wollen wir uns ja immer auf Jesus fokussieren. Và chúng ta cũng hướng lòng về Chúa của mình. Wenn wir die Geschichte schauen, dann gibt es bei dem Samariter und Jesus in vielerlei Hinsicht viele Sachen, die gleich sind. Khi mà mình đọc câu chuyện của người Samari nhân lành này, mình thấy có những cái điểm rất là giống với đức tính, bổn tính của Chúa Giêsu. Denn der Samariter war damals er war ein Außenseiter, der von vielen verachtet wurde. Ông người Samari này là một người, một dân mà mà người ta họ rất là ghét và họ cũng không có ưa gì người Samari đâu. Der Samariter kam auch wie Jesus direkt zu dem Menschen mit dem Leiden. Nhưng mà người Samari này chạy đến với người đang cần sự giúp đỡ. Und der Samariter kümmerte sich zärtlich. Và người Samari đã đến và đã giúp đỡ bằng hết cả tấm lòng. Und ich glaube, für die schon so lange mit Jesus gehen, die merken das und die wissen das auch, wie diese Sachen auch in unserem Leben durch Jesus geschehen. Những người mà tin Chúa cũng biết được, nhưng phải biết được cái điều đấy. Und so wollen wir auch uns an dem Leben von Jesus orientieren. Das heißt, dass wir auch so leben sollen wie er und so handeln sollen wie er und wie der Samariter auch in der Geschichte. Chúng ta hãy tập trung vào bổn tính của Chúa Giêsu, hãy sống như Chúa, như đức tính của Chúa, như là một người Samari này đã hành động. So, und jetzt habt ihr einiges darüber gehört. Và chúng ta đang nghe về câu chuyện này rồi. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst und konntet euch einige Dinge merken. Và Samuel hy vọng là mọi người cũng đã nghe và đã nhớ được câu chuyện này. Denn ich werde jetzt weiter übergeben an Anja und sie möchte mit euch noch ein kleines Quiz spielen. Ja, wir spielen jetzt. Bây giờ Anja sẽ có một cái trò chơi với những câu hỏi. Elise, du möchtest noch was sagen? Ja, Elise hat gerade gesagt, wenn man nicht das ewige Leben hat, dann kann man nicht in den Himmel, ne? Elise nói là nếu như mà ai không. Ja, wir reden auch. Ja, ist richtig. Wenn wir ewig auf der Erde leben würden, dann könnten wir nicht in den Himmel, ne? Aber also mit dem ewigen Leben meinen wir, dass das ewige, dass wir, wenn wir zu Gott gehen, dass wir dann ewig leben. Thiên đàng mình có một cái đất nước rất là lớn đúng không? Ganz großes Land haben wir im Himmelreich. Für alle Platz, ne? Và ở trên đấy mình có rất là nhiều chỗ. Und Jesus hat auch für jeden einzelnen einen Platz vorbereitet. Và Chúa Giêsu đã đi và thăm thân cho chúng ta mỗi người một chỗ rồi. Und das ist ja auch unsere Hoffnung, dass wir dahin kommen. Và đó là niềm tin và sự hy vọng của chúng ta. Genau. Okay, so, dann jetzt spielen wir noch ein kurzes Kahoot, damit wir sehen, ob ihr aufgepasst habt. Ja, và bây giờ Anja sẽ đặt ra những câu hỏi nó thuộc vào cái bài học mình vừa học để xem mình có tập trung, có để ý và có nhớ được cái câu chuyện này không. Und wir machen das gleich per Handzeichen, also da kommen gleich dann die Fragen und dann kommen da Antwortmöglichkeiten. Und dann meldet ihr euch bei der Antwort, die ihr also beantworten würdet. Und dann werden wir darauf klicken. Sau đây thì sẽ hiện ra những câu hỏi và cũng có những câu trả lời. Và mình có thể giơ tay lên để mình trả lời. Thank you.
Alles klar. Also es ist, glaube ich, ein bisschen klein. Dann kann Anja gleich nochmal vorlesen, die Sachen, ne? Die erste Frage. Welche Frage stellte der hohe Priester Jesus? Also der Gesetzlehrer. Was hat er gefragt? Erstens, welche Gebote muss ich einhalten? Zweitens ist, wer bist du? Và câu hỏi thứ hai đấy là bạn là ai? Cái người dạy luật đã đặt ra câu hỏi nào cho Chúa Giêsu mình có thể trả lời? Die dritte Antwortmöglichkeit ist, wie kann ich wiedergeboren werden? Câu hỏi thứ ba, câu trả lời thứ ba đấy là tôi được phải được sống lại như thế nào? Und die letzte Frage ist, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Và câu trả lời thứ tư đấy là tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Okay. Also jetzt Hände hoch, wer die erste Antwortmöglichkeit nehmen würde? Das erste. Rot. Das erste. Wer will das erste nehmen? Wer möchte die zweite Antwortmöglichkeit sagen? Wer ist für blau? Wer bist du? Wer ist für gelb? Wie kann ich wiedergeboren werden? Und wer ist für grün? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Okay, dann nehmen wir jetzt grün. Richtig! Richtig! Okay, die zweite Frage. Wo wollte der verletzte Mann hingehen? In welche Stadt? Also, die erste Antwortmöglichkeit Bethlehem. Die zweite ist Ägypten. Oh, Zeit abgelaufen. Aber ich habe gerade schon gehört, Jürgen hat gelb gerufen, ne? Okay. Gelb war richtig. Gelb war richtig, ja. Okay, die dritte Frage. In welcher Reihenfolge tauchten die Personen auf? Zuerst Samariter, Levit, Priester oder Priester, Levit, Samariter? Trật tự của ba người mà đã xuất hiện ở trong câu chuyện này. Câu trả lời đầu tiên là người Samari, người Lê-vi và thầy tế lễ. Oder der Levit, Samariter Priester, gelb? Oder der Priester Samari và thầy tế lễ. Oder Priester Samarit Levit. Das letzte, Priester Samariter Levit. Hast du schon gesagt? Achso, okay. Wer ist hier das Rote? Wer ist für das Gelbe? Wer ist für das Grüne? Und wer ist für das Blaue? Yeah. Hey. Richtig! Okay, das ist eine Wahr- oder Falschfrage. Haben alle dem Verletzten geholfen, ja oder nein? Schreien, schreien! Richtig? Ich höre schon falsch. Er klingt auch falsch. Richtig! Nur der Samariter geholfen. Die letzte Frage. Wie behandelte der Samariter den Mann? Also mit was? Mit erstens Öl und Wein. Das zweite ist ein Pflaster und Wasser. Das dritte ist mit Speichel und Erde, also mit Spucke. Câu trả lời thứ ba là người đấy nhổ nước bọt xuống cái đất và hòa ở trong cái đất. Und das letzte ist mit einem Löffel und Aloe Vera. Hay là dùng một cái thìa và cái Aloe Vera. Okay, wer ist für grün mit Löffel und Aloe Vera? Ai muốn chọn là đáp án thứ tư, màu xanh ạ? Wer ist für blau mit einem Pflaster und Wasser? Ai muốn là màu xanh đậm ạ? Noch einer? Okay. Und wer ist für Speichel und Erde, Spucke und Erde? Eins, zwei, drei. Und wer ist für Öl und Wein? Richtig! Alles
Alles klar, also, wir sind dritter Platz geworden. Es geht nämlich noch um die Schnelligkeit, aber ihr habt alles richtig beantwortet. Und jetzt möchte ich noch einmal Hio nach vorne bitten und er möchte dann mit den Kindern zusammen oder mit allen zusammen nochmal ein Gebet sprechen. Also er spricht das dann vor und wir sprechen das dann nach, okay? Hio. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Ich werde jetzt ein Gebet vorsprechen und ihr dürft gerne alle gemeinsam mitbeten, vor allem die Kinder. Ich versuche es auch, Kinder leicht zu machen. Okay. Ihr dürft gerne wiederholen, was ich bete, ne? Danke, Jesus, dass ich heute dein Wort hören durfte. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Danke dir, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Und ich danke dir auch, dass du für mich auferstanden bist. Und dass ich heute dadurch leben darf. Herr, hilf mir, so zu werden wie du. Hilf mir, mehr lieben zu können. Giúp cho con để con có thể có thêm tình yêu thương. Hilf mir mehr dich zu lieben, Gott. Xin Chúa giúp cho con để con yêu Ngài hơn. Hilf mir meine Eltern mehr zu lieben. Xin Chúa giúp cho con để con yêu bố mẹ con hơn. Und hilf mir auch meine Geschwister zu lieben. Xin Chúa giúp con để con yêu được anh chị em của con. Und Herr, ich bete dafür, Gott, dass du mir hilfst, alle Menschen zu lieben. Und weil ich weiß, dass du mich zuerst geliebt hast. Und so möchte ich lieben. Weil ich weiß, Gott, dass du mich segnest. Und du mir die Ewigkeit versprochen hast. Hilf mir, Gott, dass ich dieses Wort heute mir merken kann. Danke dir, Vater. Und ich bete in Jesu Namen und alle sagen gemeinsam Amen.